Thưa quý khán giả, Hậu Giang đặt ra mục tiêu tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay an toàn và đạt hiệu quả cao. Sáng nay, ông Đồng Phan Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi tại một số địa phương. Đoàn kiểm tra 4 hội đồng thi đặt tại trường Trung học phổ thông Châu Thành A, trường Trung học phổ thông Tầm Vu, huyện Châu Thành A, trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh, huyện Phụng Hiệp và trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, huyện Vị Thủy. Nhìn chung, các trường đã chuẩn bị đầy đủ điều kiện cần thiết cho kỳ thi, đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19. Ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, các điểm thi phải tuyên truyền rõ ràng, kỹ lưỡng cho thí sinh khi hoàn thành buổi thi, nhanh chóng trở về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi thi kế tiếp. Tuyệt đối không tập trung đông ngoài phòng thi để phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả. Các điểm thi phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, phụ huynh, nắm kỹ quá trình đi lại, tình hình sức khỏe của thí sinh. Tuyệt đối không đi ngoài tỉnh, không tiếp xúc với người từ vùng dịch về. Thì bây giờ là kích hoạt các cái tổ quản lý cộng đồng rồi. Nếu mà người ở nơi của chúng ta đi nơi khác về thì phải kịp khai báo với y tế để y tế hướng dẫn trong công tác cái cách thức phòng chống dịch. Đối với các em học sinh chúng ta làm sao để đảm bảo cho các em nó đừng dính vô cái trường hợp F1, F2. Để các em nó yên tâm nó thi trong cái đợt này, đừng ảnh hưởng tâm lý cho khi nó thi được sao. Mà muốn làm được cái này thì chúng ta phải làm một cách đồng bộ, kể cả chính bản thân của phụ huynh và các em học sinh này. Cũng phải thống nhất với chúng ta ở cái cách. Là các em nó tự thấy mà có người ở gia đình mình hay người sát bên vách mà đi về thì cũng mình đừng tiếp xúc. Và mình cũng chỉ người ta đi đến cơ sở y tế để mà khai báo thì các em nó sẽ không dính vào cái vấn đề là đối tượng F1, F2. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý các trường không tạo áp lực lên học sinh, bố trí nơi ăn, chỗ nghỉ cho các em học sinh ở xa và đội ngũ cán bộ giáo viên coi thi, đảm bảo kỳ thi diễn ra tốt đẹp. Kính thưa quý khán giả, một số tỉnh lân cận với Hậu Giang đều có ghi nhận ca nhiễm COVID-19. Vì thế, sáng nay, bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đến chia sẻ động viên tinh thần các cán bộ, lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19, xã Tân Tiến và xã Dị Tân, thành phố Vị Thanh. Hai chốt này đặt tại các tuyến giao thông trọng điểm có vị trí cửa ngõ ra vào tỉnh. Thành phố Vị Thanh có 19 chốt kiểm dịch bệnh COVID-19. Trong đó có 9 chốt tại các chợ, còn lại là ở các vị trí cửa ngõ, tiếp giáp với các huyện Gò Quao, Dòng Triền của tỉnh Kiên Giang. Trung bình mỗi ngày, các chốt này kiểm tra hơn 6.200 lượt phương tiện, đo thân nhiệt hơn 7.200 lượt người và test nhanh cho một số trường hợp đến từ vùng có dịch bệnh COVID-19. Theo quý khán giả, các chốt kiểm soát dịch COVID-19 tự như lá chắn bảo vệ sự an toàn cho người dân. Các cán bộ chiến sĩ nơi đây không quản ngại khó khăn, vất vả ngày đêm tập trung làm nhiệm vụ. Nhiều chốt kiểm soát mượn nhà dân hoạt động, tình thương biến thành hành động. Nhiều câu chuyện đẹp được viết nên bởi những con người Hậu Giang nghĩa tình. Với tên gọi gửi lửa yêu thương, những ngày qua Liên đoàn Lao động thành phố Vị Thanh vận động các doanh nghiệp mạnh thường quân quyên góp, trao tổng cộng 42 triệu đồng tiền và quà tặng cho các cán bộ chiến sĩ phải làm việc liên tục, túc trực cả ngày lẫn đêm tại chốt kiểm dịch bệnh. Những vất vả rồi cũng nhanh chóng dời đi khi bên cạnh các anh luôn có sự đồng hành của mọi người. Qua cái hành động này thì nhằm tuyên truyền cho đoàn viên công đoàn trên địa bàn thành phố thấy được cái việc giữ gìn sức khỏe của mình trong việc phòng chống dịch bệnh. Thứ hai là có bổn phận trách nhiệm đối với những đồng chí thực hiện tại các chốt kiểm dịch để có cái động viên cũng như là cái tinh thần an ủi cho các đồng chí thực hiện nhiệm vụ của mình trong những thời gian sắp tới. Cực thì cũng có, nhưng mà có sự quan tâm của lãnh đạo cũng như của công đoàn thì anh em ở đây cũng rất là vui mừng, cũng như trong cái thời gian mà mình trực chốt cực khổ mà có sự quan tâm cũng như là có cái tinh thần động viên khích lệ cho anh em thì anh em cũng cố gắng mình trực để làm sao mình làm cho nó đảm bảo. Ở chốt kiểm dịch bệnh COVID-19, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, các chị em trong Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đều đặn 2 lần mỗi tuần đến thăm và tặng những suất quà như khẩu trang, nước uống, trái cây cho các cán bộ chiến sĩ. Các chị còn tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền, hỗ trợ khai báo y tế ở các chốt. Hàng ngày
cùng với các chị em thay phiên nhau trực ở chốt này á, thì tôi cảm thấy là rất là tự hào vì phụ nữ cũng đã đóng góp được một phần nhỏ vào cái công tác phòng chống dịch của tỉnh mình. Những món quà mang lại sự ấm áp nghĩa tình tại các chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19. Các đơn vị tiếp tục duy trì nghĩa cử cao đẹp, luôn đồng hành cùng với cán bộ chiến sĩ để các anh vững tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cần lắm sự sẻ chia, tình yêu thương trong lúc này vì cuộc chiến với đại dịch vẫn còn kéo dài. Đợt dịch COVID-19 lần thứ tư này phức tạp do chủng virus Delta của Ấn Độ lây lan nhanh qua đường không khí. Chúng ta phải chấp nhận thực tế dịch bệnh đã lây lan trong cộng đồng. Những biến chủng của nó vẫn còn khó lường. Do vậy, điều cần làm trong thời điểm này là học cách sống chung với đại dịch. Tính đến 12 giờ trưa nay, nước ta có 20.508 ca mắc COVID-19 tại 54 tỉnh thành phố. Về tổng thể, dịch bệnh vẫn đang kiểm soát tốt, nhất là ở các tỉnh phía Bắc. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp và dự báo sẽ tiếp tục ghi nhận các trường hợp mắc mới do mầm bệnh đã có trong cộng đồng. Theo thống kê của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, khoảng 60% người nhiễm COVID-19 không có triệu chứng tại thời điểm được xét nghiệm, tức là cứ 100 bệnh nhân thì có khoảng 60 người có thể không phải can thiệp y tế. Trước tình hình này, theo tiến sĩ Nguyễn Huy Nga, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế, cần phải tính đến phương án hướng dẫn để người dân tự xét nghiệm COVID-19 tại nhà bằng bộ kit xét nghiệm. Nếu kết quả âm tính thì tự cách ly và thực hiện 5K, xét nghiệm lại sau 7 và 14 ngày. Còn nếu kết quả dương tính, phải báo cho cơ quan y tế để được hướng dẫn kịp thời. Nếu phương án này sớm được triển khai, sẽ phát hiện sớm ca mắc, giảm gánh nặng ngân sách và nâng cao ý thức phòng dịch bệnh cho người dân. Trước khi áp dụng công nghệ cao này một cách đại trà, chúng ta cần phải xác định sống chung với dịch. Trước mắt, tiếp tục truy vết F0, tiến hành khoanh vùng, dập dịch, cách ly. Thực hiện nghiêm thông điệp 5K kết hợp với giải pháp công nghệ. Điều quan trọng là tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vaccine. Tính đến hôm nay, nước ta đã tiêm gần 3.900.000 liều, trong đó số người đã được tiêm đủ 2 mũi là 223.336 người. Theo lộ trình từ nay cho đến cuối năm, nước ta sẽ tiêm 150 triệu liều vaccine COVID-19 cho khoảng 70% dân số để đạt miễn dịch cộng đồng. Đây là chiến lược then chốt để đưa cuộc chiến chống dịch vào thế chủ động, thiết lập trạng thái bình thường mới mà người dân mong đợi. Cách ly ngoài bệnh viện đối với những F0, F1 không có triệu chứng để có thể tránh quá tải cho hệ thống y tế. Cho đến thời điểm này, thông điệp 5K cộng vaccine vẫn rất quan trọng. Mỗi người dân chủ động phòng chống dịch cho cá nhân cũng là phòng chống dịch cho cộng đồng.